tối ngày 6 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 6 tháng 3 năm Nhâm Dần, tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, môn đồ Pháp Quyến cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã trang nghiêm tổ chức lễ hoa đăng tưởng niệm công hạnh cố trưởng lão Hòa thượng Ân Sư. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Chư tôn đức tăng ni, môn đồ pháp phái cùng quý đạo hữu Phật tử đồng cầu nguyện. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Thượng tọa Thích Viên Tánh, trụ trì chùa Đạo Nguyên, đại diện môn đồ Pháp Quyến dâng lời tưởng niệm, ôn lại hành trạng của Đức Trưởng lão Hòa thượng, bày tỏ niềm tri ân đối với bậc tôn sư khả kính, bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam. Kể từ ngày hạt cánh cao bay, hương xưa rủ lá, chùa Đạo Nguyên mây lạnh trăng mờ, đất Tam Kỳ cây sầu cỏ úa, chốn tòng lâm vắng bóng tôn sư. Ngày qua tháng lại say vần, lễ tiểu tường tưởng niệm lại đến. Thời gian dần dà trôi qua, một năm tròn chúng con mới thấu hiểu được thiếu vắng trong lòng tình thầy trò xa cách. Huynh đệ chúng con bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, tử biệt sanh ly khi thầy bổn sư chúng con về cõi Phật. Ban đạo từ tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Thiện Thành đã nhắc lại những câu chuyện kỷ niệm về cố trưởng lão Hòa thượng trong thời gian làm Phật sự chung. Sát tấn hàng đệ tử, Hòa thượng mong muốn chúng đồ thực hiện di nguyện của ân sư, cùng đoàn kết hòa hợp, chia sẻ khó khăn, vượt qua những điểm dị biệt để thành tựu mọi Phật sự. Thì hôm nay trở về đây, trong cái ngày đốt nén tri ân, Hòa thượng không còn nữa. Chúng tôi không gặp Hòa thượng bằng hình bóng, nhưng mà chúng tôi luôn luôn gặp Hòa thượng trong tâm cảm. Là một vị thầy mà đã đưa đường chỉ lối cho chư tăng Quảng Nam, đã phục vụ cho giáo hội từ Trung ương nhiều năm, tại tỉnh nhà cũng vậy. Cho nên công đức ấy các vị phải làm sao noi gương được. Và chúng ta hôm nay là những thành viên của Ban Trị sự Tỉnh vị Phật giáo Quảng Nam, cũng là những người con ưu tú của giáo hội, cũng noi gương được cái đức của Hòa thượng mà chia sẻ với giáo hội những cái công tác Phật sự trong thời gian tới. Với tâm niệm đền ơn của bậc tôn sư thì môn đồ Pháp Quyến phải cùng nhau gắn bó, cùng nhau hội họp, cùng nhau để mà chia sẻ những khó khăn, để chúng ta trở thành người đệ tử của Hòa thượng, không phụ lòng Hòa thượng. Toàn thể hội chúng đã dành một phút tưởng niệm ân đức cao dày, cùng nhiễu tháp và dân đèn tại bảo tháp cố Hòa thượng, nguyện cầu giác linh cố Hòa thượng thùy từ chứng giám cho tấm lòng thành kính của hàng đệ tử tứ chúng.